the mangosteen we got yesterday. Apparently it's really good. Looks really good. So I have broken. And our jackfruit. My favorite. We are going shopping today. Are we going shopping today? What are we doing today? Shopping. More shopping. And you're wearing the jewelry. Yeah, I wore the dress for too. You think it'd be for like a lot of stuff. Yeah. Vậy là giờ mới nhờ. À, rồi sao rồi cái bà đi rồi bà mới nhớ. Bà nói là đó gia đình mình làm ăn được, đi lọt được mà nhờ gì năm, là má em mà nói tới năm mà. Đó. Thấy mình vô mình báo bà. Nó ra nó bắt không được nó quên nó quýnh. Là nó thật không à. I want iced coffee, and we had to get a banh mi, of course. We are going to Emily's house. What, trouble? Does it have the brand name in it? No. That's where we just came from. Wow.
He's getting in. I'm not a terrible chef. Lâu lắm rồi tao không làm nó không thử hết gì. Được rồi. Nó kiên cố. Còn no, nó bị dính đâu. Oh, ta tưởng là mày cho nó nấu. Okay, go, scoop the water and go scoop the flour in. But you have to grease it first. Hold on, grease it first. Mày hãy để mở vô tú. Đâu, mày phải dán cái khung cái đi. Đây. Okay. Step one. Okay. Okay, step one, grease the thing. Is this? Yeah. Go real quick. Yeah, all right. Yeah. Now you scoop the water, the flour. Yeah. More? A little more. No? Step three. Coconut. No. More. Yay! Wow! Okay, am I a natural? I see how this could take a lot of time. Lâu mày lâu quá tao không có làm tao làm hết. Thằng Minh nó mới đi ra. Two is a master chef. These are like the best manka I've ever had. Everything. Giờ sao chị? Rồi để chị qua liền. Để em vô mình làm sao chứ? Thôi, không sao đâu. Nghe coi trên lầu còn gì tấm gọn lên tấm đi. Dạ. Về trễ rồi. Để em lên em coi thay đồ của em rồi. Theo đồ em sao được hết rồi. Rồi để ăn bánh khọt hả? Hết bột bánh khọt rồi, em ăn bột bánh xèo. Sau bánh khọt với về sẽ đổ. Vin's favorite dessert. Fermented rice balls. Are we on the fourth floor? Oh my gosh. So pretty, papayas? Thank you.
love this song.